tâm hồn bình thường. Và cái tinh thần thì khác với cái chương trình hôm nay sẽ là tiếp tục tới từ lớp B3. Tiếp mục của các Nguyễn Khắc Đồng với cả thích biển đối nhớ của em. Và sau tiếp mục là tuyển bình nhân của em sẽ đến với tiếp mục của lớp B4. Tiếp mục song ca, tiếp mục tương đồng. Vâng, xin mời. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Hôm nay thì ở rừng Tam Đảo là tôi lại hát về biển một chút. Vâng. Nếu mà ở biển thì lại hát rừng. Em xa trong cuộc trời mẹ lòng thân thờ biển thật thấy mình dài dài thân xa đường một chúng ta cô
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiến lên tầng 3 để chúng ta thực hiện vào phần 2 của chương trình cùng nước lửa tràn nữa. Các bác, các bác đã sẵn sàng chưa? Theo như kế hoạch của ban tổ chức thì trong chương trình chúng ta có rất nhiều những tiết mục là ra một con đèo trong buổi tối ngày hôm nay nữa, nhưng chúng ta hãy dành những ca khúc đó ở sân khấu tầng 3. Chúng ta cùng đốt lửa tràn, cùng tâm sự và cùng giao lưu văn nghệ đến hôm qua. Và ngay bây giờ xin mời các bác, chúng ta hôm nay cũng cùng tiến lên tầng 3 để ban tổ chức bắt đầu chương trình đốt lửa tràn. Quay cho người ta quay, ông bảo đây, cho nó nhiều.
30 năm. 30 lần là nhau nữa nhá. Trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vơi vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền năm tay, ta đi từ rừng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn năm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối tròn một vùng tây sinh, biển xanh sông gấm nối vòng một vùng Việt Nam. Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam.